Xin chào mọi người, đây là chiếc nồi chiên hơi nước Kalai Steam Pro. Do mình quay vào buổi tối nên là ánh sáng đèn làm giảm cái giá trị của nồi đi rất là nhiều. Bên ngoài thì nồi rất là đẹp ạ. Đây là chiếc nồi kết hợp giữa hai tính năng. Một là như một chiếc nồi chiên không dầu thông thường. Thứ hai đó là tính năng hấp. Hấp này thông qua khoang nước độc lập, và đây là một điều mà đặc biệt chỉ có ở các sản phẩm Steam mới có ạ. Với dung tích là 15 lít rất là rộng rãi để giúp chúng ta chế biến những cái món ăn có dung tích lớn này, hoặc là làm bánh. Với cái cửa kính rất là dễ để chúng ta quan sát bên trong quá trình chúng ta nấu nướng các cái loại thực phẩm hay là bánh. Đi kèm theo nồi thì ngoài một quyển sách hướng dẫn sử dụng này, một quyển sách công thức chi tiết này, thì còn có 3 phụ kiện như sau. Một là chiếc khay tròn này. Hai là chiếc rách. Và thứ ba là chiếc khay hình chữ nhật. Tất cả phần khay thì đều được phủ một lớp chống dính cao cấp để giúp chúng ta dễ vệ sinh và an toàn khi sử dụng. Bên trong nồi thì hoàn toàn là chất liệu inox 304 sáng bóng, giúp cho mình dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng nhé. Phía dưới này là một khoang nước độc lập. Khi chúng ta mua máy về, lần đầu tiên sử dụng thì chúng ta cần phải đổ đầy phần khoang nước này. Sau khi đổ đầy nước thì chúng ta nhớ nút chặt cái phần chặn cao su này lại, và chúng ta đặt vào trong nồi sao cho thật là khít, bởi vì nếu như chúng ta đặt hở như thế này thì chiếc nồi nó sẽ không thực hiện được chức năng hấp nhé. Tại sao lại nói chiếc nồi này dễ dàng vệ sinh nhất trong tất cả các cái dòng nồi liên quan tới nồi chiên không dầu? Bởi vì sau khi sử dụng nướng xong thì cái phần dầu mỡ này nó sẽ bắn lên các cái phần thành cũng như là xung quanh nồi, thì chúng ta sử dụng chức năng hấp trong thời gian khoảng 5 phút để làm mềm tất cả các cái phần mỡ này ra. Và sau đó chúng ta chỉ cần dùng khăn chúng ta lau sạch là cái phần mỡ này nó sẽ bám đi khoảng 80-90% rồi. Cái việc này thì giống như là chúng ta rửa bát vào mùa đông ấy, thì hay bị phần mỡ nó bám vào các cái phần thành bát đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng nước nóng để chúng ta rửa thì gần như là rất là sạch, nó sạch đến 80% rồi, và chúng ta chỉ cần tráo lại là đã rất là sạch rồi đúng không ạ? Ưu điểm tiếp theo đó là cái phần bên trên thanh may so này, thay vì là thanh may so hở thì ở đây chiếc nồi được thiết kế một phần để bảo vệ cái thanh may so trực tiếp gắn ở bên trên này, sẽ giúp cho chúng ta cái phần may so này sạch sẽ và an toàn hơn rất là nhiều trong quá trình sử dụng. Đầu tiên khi chúng ta bật nút on thì trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các cái tính năng của nồi. Nút mà có quạt này và dấu gạch ngang bên trên chính là nút để chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian một cách tự do. Có nghĩa là khi chúng ta bấm vào nút quạt gạch ngang thì chúng ta có thể tự do điều chỉnh nhiệt độ này. Nhiệt độ tối đa lên tới 230 độ C và nhiệt độ tối thiểu có thể điều chỉnh là 40 độ C. Cũng tương tự thì chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian. Thời gian tối đa là 1 tiếng và thời gian tối thiểu là 1 phút. Tiếp theo ở đây sẽ có khoai tây này. Khoai tây chiên mình cũng có thể tự do điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên cái nhiệt độ tối thiểu đây chỉ xuống tới 100 độ C, không điều chỉnh xuống 40 độ C giống như cái nút mà chúng ta tự do điều chỉnh bên lúc đầu mình đã giới thiệu nhé. Tiếp theo là cánh gà này, bít tết này, pizza này và nướng bánh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chức năng này thì chúng ta cũng tự do điều chỉnh nhiệt độ này và thời gian tùy theo cái nhu cầu của mình. Tiếp theo là chức năng hấp và chiên kết hợp. Ở đây thì nó sẽ nướng và trong quá trình nướng nó sẽ có phần hơi nước để làm mềm, làm ẩm, cấp ẩm cho cái phần thực phẩm nếu như chúng ta cần thiết nhé. Và cũng tương tự thì ở đây mình sẽ tự do điều chỉnh được phần nhiệt độ và thời gian. Tiếp theo đó là chức năng hấp. Chức năng hấp thì phần nhiệt độ luôn luôn mặc định ở 100 độ C. Và thời gian thì chúng ta có thể tự do điều chỉnh, thời gian tối đa là 35 phút. Sau khi chúng ta nhận nồi về thì hãy thực hiện chức năng hấp đầu tiên trong thời gian là 5 phút. Cũng tương tự sau khi mình nướng xong thì mình cũng thực hiện chức năng hấp trong thời gian là 5 phút để giúp cho quá trình vệ sinh chiếc nồi này trở nên dễ dàng hơn mọi người nhé. Mình có thể bấm đèn trong quá trình sử dụng. Mình có thể thấy là chiếc nồi này trong quá trình hấp nó rất là kín, hơi nước hoàn toàn không hề bị thoát ra ở phần cánh cửa này. Và chiếc nồi này hoạt động cực kỳ êm ái luôn ạ. Wow. Đấy, các bạn thấy không? Chiếc nồi này rất là kín hơi, sau khi mở ra thì phần hơi nước nó sẽ thoát ra bên ngoài. Cái hơi nước này nó sẽ giúp cho thức ăn chín ở dạng hấp hoàn toàn bằng hơi nước. Nó sẽ khác hoàn toàn việc nướng nhé. Và cái phần khoang nước này hoạt động hoàn toàn độc lập nên là chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng đến vấn đề là nó có bền bỉ hay không. Rất là hy vọng chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp cho mọi người có được một quyết định khi mà dinh chiếc nồi chiên hơi nước Kalai Steam Pro này về trong gian bếp nhé, và sẽ thực hiện các cái món ăn healthy theo cái bảng ưu tiên về chế biến thực phẩm, đó là hấp này, luộc này, rồi đến chiên xào rán và các chế biến về sau.